Cửa hàng âm thanh bãi 197 xin được gửi lời kính chào đến toàn thể tất cả các bác. Thì như các bác đã thấy đây, ngày hôm qua em có live stream cho các bác về cái dòng đẩy LA Dicara Ranking LA 600 và dòng thứ hai là dòng mẫu FPA 1200. Thì trong cái live stream thì thực sự cũng mà nói với các bác thì cũng không có thể là mình nói tập trung chi tiết vào những cái sản phẩm được. Thì ngày hôm nay em xin phép làm một cái video này, tách riêng hai cái dòng đẩy này ra, làm video lên từng clip dành cho tất cả các bác. Cái số lượng ở đây thì khá là hạn chế. Có một cái chia sẻ thế này với tất cả các bác, thì bình thường nếu như bọn em mà nhập một lô hàng về đẩy, vang, mic thì bọn em nhập số lượng tầm từ vài chục đến vài trăm trong một lần. Tuy nhiên những cái lần như thế này các bác thấy sẽ rất là hiếm hoi. Có những lần mà số lượng chỉ có vài con như thế này. Thì đây chính là những cái sản phẩm mà bọn em tuyển chọn. Đây là tuyển chọn trong những cái lô đó các bác nhá. Thì cái bên đối tác thì họ sẽ tuyển chọn ra những cái dạng như thế này để họ bán với giá cao hơn, lấy lời nhiều hơn. Và mình mua rồi mới mua giá cao hơn. Đấy, nên bọn em là có những cái lô mà nó đẹp, nó xuất sắc thì bọn em sẽ tính toán và bọn em sẽ lấy cả những cái lô đó là những cái lô mà tuyển chọn như thế này. Thì thực tế mà nói ra các bác sẽ thấy đây, ví dụ MUF này thì cả lô này nó chỉ được có 9 con. Còn với dòng DKR Ranking này LA600 này nó chỉ được có 8 con thôi. Và MUF hôm qua thì em với Xuân đăng video lên là bán non gần hết rồi các bác nhá. Đấy, thế thì ngày hôm nay chị lên lại sóng cho các bác là cái dòng LA600 này thôi. Nhắc đến những dòng đẩy thì các bác sẽ biết là những dòng đẩy mạch LA thì người ta được các bác trên thị trường cũng như những cái cửa hàng anh em bán đồ âm thanh cũng như tất cả các bác sử dụng, thì các bác có mệnh danh của nó là những dòng đẩy sử dụng mạch LA là những dòng đẩy mà siêu bền, siêu khỏe, nồi đồng cối đá. Và những cái dòng đẩy mạch LA đó thì là có một cái thương hiệu mà nó đã làm nên cái tên tuổi của dòng mạch LA cũng như là cái thương hiệu mà được các bác biết đến nhiều nhất. Và những cái thương hiệu mà khi mà người ta so sánh đó chính là DK Ranking các bác nhá, DK Ranking. Và thực tế ra thì trong những cái live stream các bác hay hỏi em là có đẩy, em ơi có đẩy LA600 của DK không, hay là em ơi có đẩy LA600, LA800 DK không. Cái những cái câu hỏi đó là gặp thường xuyên rất là nhiều. Thì ngày hôm nay em sẽ có 8 con các bác nhá, có 8 con LA600 của DK Ranking. Thì các bác sẽ thấy đây, DK Ranking thì nói về cái độ bền, siêu bền, siêu khỏe của nó thì nó quá là khỏe rồi. Như bình thường là những cái con đẩy này bọn em bảo hành cho bác trong vòng 3 tháng. Nhưng riêng cái DK Ranking bọn em sẽ bảo hành cho bác trong vòng 5 tháng nhá. Riêng 197 sẽ bảo hành cho bác trong vòng 5 tháng. Lỗi là 1 đối 1 luôn, chứ không có chuyện là sửa các bác nhá. Trong vòng 5 tháng đó nếu lỗi là bọn em sẽ đổi 1 đối 1 cho các bác. Nếu như không còn những cái hàng này nó cháy cái hàng quá thì bọn em sẽ đổi cho các bác một cái sản phẩm tương đương. Hoặc nếu các bác lấy sản phẩm cao hơn thì mình sẽ tính toán sau. Đó là cái chính sách bán hàng của bên em. Thì hôm nay em xin giới thiệu sơ qua về cái dòng này. Cái dòng này thực ra nó rất là khỏe các bác nhá, rất là khỏe cho nên ít khi người ta thải, người ta bỏ đi, người ta sẽ thay những dòng mới. Đấy, cho nên là các bác thấy trên thị trường thì chẳng mấy khi là có những cái lô lớn của DK hay là những cái dòng LA600, LA800. Họ chăng có thì là những cái dòng đấy mà người ta in cái tên DK lên thôi. Đấy, người ta in cái tên DK, người ta bán cho các bác với cái thị hiếu về DK đền kinh của bác rất là nhiều. Mà lưu ý các bác là trên thị trường hiện tại bây giờ có rất là nhiều điểm là bán nói quá về cái công suất của đấy các bác nhé. Đấy, nói quá về công suất của đấy. Thì lát này em sẽ ví dụ cho bác về những cái trường hợp đó về sau để các bác có thể nhận biết. Sơ qua về cái dòng này thì các bác sẽ thấy đây, LA600 rất nhìn rồi, công suất của nó sẽ là 600W một kênh. Đây là một dòng đẩy hai kênh, sử dụng một cái màu của nó chủ đạo là màu đen các bác nhá, chủ đạo màu đen với phía trước là một những cái dạng thép không rỉ, một lớp lưới lọc bụi ở phía trước, một công tắc nguồn. Ngoài ra sẽ là hai cái chi đắc để điều khiển cái âm lượng. Ở đây các bác sẽ thấy là nó có những cái hai cái dãy đèn khoác để báo những cái thông số khi mà con đẩy hoạt động, trong đó có những cái ví dụ Active Pro, một số cái này này. Một số cái trường hợp này nếu đèn đỏ thì nó sẽ là lỗi các bác nhá. Đây. 3 này. Độ lớn của âm lượng 3 decibel 10/30. Ok, đấy. Đây là phần trước này. Ngoài ra sẽ nó sẽ có hai cái quai sách nha các bác nhá. Hai quai sách này các bác di chuyển vận chuyển dễ dàng hơn. Hai bên đây là hai cái các bác có thể là bắt tủ, đây là cái người ta thiết kế để các bác bắt vào cái tủ âm thanh á. Đây, số lượng là 8 con và tắt quả là 8 cái con này. Thì mặt mũi phía trước nó đều rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Về phần mặt sau thì em sẽ quay phía dưới một tí vì không là cái kia nó hơi chói sáng. Các bác sẽ thấy đây, dòng này thì phía sau nó sẽ có hai quạt tản nhiệt phía sau, đường input vào, đường link vào. Ngoài ra sẽ có những cái chế độ đánh này, ở 4 ohm, 8 ohm này. Đây. Rồi đôi nhạy tín hiệu đầu vào này, cắt súp các bác nhá. Cái này có cắt súp này. Cái này có cắt súp trên đẩy này. Đấy.
và ba chế độ đánh system mono và bright. DK là đơn kinh các bác nhá, DK seri number này, mỗi chiếc mỗi con đẩy này thì nó để sẽ có số seri như thế này. Và cái tem cái logo của thương hiệu ở đây. Jack thì ra loa sẽ là jack cộng và jack new trick nhá. Jack cộng, jack new trick. Đây. Và em cũng có nhắc với các bác rồi, đây cái dòng đẩy của DK này. Cái này nó sẽ ghi là technology. DK là một thương hiệu của Anh Quốc các bác nhá. Công nghệ, đây là công nghệ Anh Quốc và sản xuất tại Trung Quốc. Cái này bọn em không bao giờ giấu các bác luôn. Đây sản xuất tại Trung Quốc luôn này. Đây, sản xuất Trung Quốc các bác nhá. Và dòng đẩy này siêu khỏe luôn. Quạt là quạt của DK sản xuất luôn này. Quạt DK này, tất cả những cái sản phẩm của DK hết. Đây. DK này. Đấy. Còn về phần nội thất bên trong, cái này các bác nhiều bác để ý này. Nhiều bác là thích cái này. Ở đây thì nếu như bình thường nhá, những người ta đếm ăn gian nhá. Người ta đếm cho bác này, 1 2 3 4 5 6 7 8. 84 là 32 sò, đúng không bác? Nếu mà người ta đếm ăn gian. Nhưng mà thực ra không phải. Dòng này nó chỉ là 6 sò thôi các bác nhá. Đây này, 1 2 3 4 5 6 các bác đếm sò là bác đếm với những con chữ này nhá. Thì là 64 là 24 sò. Thì với những cái đẩy LA600 của MOS hoặc LA600 của MBOOK, LA600 của DK này thì những con sò tiêu chuẩn của nó thì tầm 24 thôi. Cũng có những cái bản sò, cũng có những bản là LA800 là 24 sò của MOS nó còn có các bác nhá. Nhưng mà LA600 như này nó chỉ cần 24 sò và ba cấp bù áp như này nó đã đủ cái công suất của nó rồi. Và dòng này nó nguyên dùng nguyên cho bác một cái dàn tụ 20 con tụ bé. 20 con tụ bé là 80V là 4700 microfarad. Các bác nhìn thấy này, tụ của DK này trong quá trình sử dụng một thời gian rất là dài rồi nhưng mà gần như là tụ đang còn phẳng lì. Các bác nhìn thấy nha, tụ phẳng lì không hiện tượng lồi lõm không gì cả. Và tất cả những cái con này, tất cả những cái sản phẩm này bọn em bao zin bao xịn cho tất cả bác hết luôn. Bọn em cái này zin từng cái keo trên từng con ốc, chưa có đụng chạm bất kỳ một cái gì cả các bác nhá. Và đang các bác nhìn này, kể cả những cái dây cuốn, cái dây nguồn của nó này, dây cuốn nguồn của nó vẫn đang rất là xịn này. Đấy. Và cái con này thì LA thì nó chỉ dụng một cái nguồn tầm 20 thôi, không giống như màu ép bên đây dùng nguồn tầm 22, con này từ nguồn 20 thôi các bác nhá. Con này sẽ là 4 quạt nhá, 4 quạt đây các bác này. Dòng này thì siêu khỏe, siêu bền luôn, chứ không phải là khỏe nữa. Tín các bác đánh già tín rất là chắc. Đấy. Bát tinh lực của nó cực kỳ chắc luôn, tín nghe rất là hay. Ok. Và ở đây các bác này hai bên thì nó sẽ có là LA series này, có nghĩa là những cái dòng mà sử dụng mạch LA nhá, series là LA này. Và đây là của DK Audio Power. Cái này nó in lên đây các bác nhá. Đấy, nó in lên đây, các bác muốn tẩy ra không tẩy được cơ. Các bác muốn tẩy nó ra, các bác nếu các bác. Cái này là cái in này, nếu các bác tẩy các bác tẩy nó sẽ mất hết luôn. Cho nên là cái này không bao giờ có thể là lấy được các bác nhá. Đây, và nó đang rất là bền bỉ luôn. Bên trong cái này bọn em chưa vệ sinh luôn. Anh em bọn em mới tháo ra chưa vệ sinh. Từ ngay từ hôm qua lúc mà quay livestream đến bây giờ em cũng chưa vệ sinh. Chưa tôi bụi, chưa làm bất kỳ gì cả. Mà các bác thấy này, cái quần đẩy này đang rất là đẹp, không gần như là không có bụi bẩn gì cả. Cái này các bác, như bọn em chỉ cần thổi thêm tí bụi, vệ sinh thêm một tí nữa thì là các bác sẽ có một con đẩy cực kỳ ngon lành luôn, đánh rất căng các bác nhá. Và bình thường là với những con đẩy mà tầm 600W như này, mà nhất là mạch LA như này, các bác có thể quất hai đôi full 30 thoải mái luôn, full 40 ok, hoặc là một súp đơn 40 các bác nhá, súp đơn 40, súp đơn 50 cũng được, súp đơn 50 cũng được, súp đơn 50 các bác đánh bờ rài từ 22-100 rất là khỏe. Riêng hai cặp full 30 thì nó thoải mái luôn, rất rất khỏe các bác nhá. Còn cái phần cuối cùng của video ngày hôm nay đó là mức giá. Hiện tại thì với LA của DK đàn kinh, LA600 của DK nhá, LA600 của MOF thì giá hiện tại của nó sẽ là 5.500.000 đồng một con. Các bác mua đẩy xịn, các bác mua đẩy xịn cứu gì giá mua con LA600 của DK hoặc là của MOF cứu gì nó phải tầm 5.500.000 lên, không bao giờ có chuyện 3.000.000 mấy đâu các bác, không bao giờ có đâu. Đấy, còn lưu ý các bác này, đây ví dụ đây mở MOF mà PA 1200 nhá. Thực ra thì có một số cửa hàng ví dụ người ta muốn các bác ấy, thì con này rất là khỏe đúng không, con này rất là khỏe nên nhiều khi là các bác người ta bán cho các bác, người ta sẽ nói là con này MOF LA 1200W. Cái này không nhá các bác nhá, cái này không phải 1200W mà nó chỉ là 600 thôi. Các bác mua cửa hàng, những cái cửa hàng các bác nhớ lưu ý cẩn thận, 1200W mà chỉ có 24 sò không bao giờ có đâu, đúng không bác? Miễn là mạch LA khẳng định luôn các bác luôn. Các bác mua là mới là một người tiêu dùng thông thái các bác nhá. Và riêng bên em, riêng bên 1977, bên như là Sơn Tốc Độ hoặc là Làm Tép bọn em bán hàng đấy, thì cái mức công suất như thế nào và em sẽ báo thẳng cho các bác là cái mức công suất đó để các bác tính toán cái thiết kế, các bác cái lắp ghép làm sao cho nó phù hợp. Cái này thì các bác mua hàng bên em các bác hoàn toàn yên tâm, không bao giờ có vấn đề lo lắng về những cái điều đó các bác nhá. Xin hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo của 1977. Xin chào các bác ạ.